Son Ye-jin đã hạ sinh con đầu lòng cho Hyun Bin, giới tính nóc tỳ khiến fan thích thú. Thông tin Son Ye-jin mẹ tròn con vuông đã khiến khán giả không khỏi bất ngờ, để lại nhiều lời chúc cho cặp đôi phim Hạ cánh nơi anh. Kể từ ngày về chung một nhà hồi đầu năm 2022, những câu chuyện xoay quanh cuộc sống của vợ chồng Hyun Bin, Son Ye-jin luôn nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ. Mới đây nhất, sau một thời gian mang thai, Son Ye-jin đã chính thức hạ sinh nhóc tỳ đầu lòng. Theo đó, truyền thông xứ Hàn đã cho biết Son Ye-jin mẹ tròn con vuông. Được biết con của cặp đôi phim Hạ cánh nơi anh là một bé trai kháu khỉnh, chính điều này đã khiến netizen dần dần chúc mừng cho ông bố Hyun Bin và dự đoán rằng nhóc tỳ sẽ thừa hưởng vi rùa điển trai y như bố. Mạnh dạn đoán rằng con của Hyun Bin sẽ là Mỹ Nam xứ Hàn 18 năm nữa. Chúc mừng anh chị, hóng diện mạo nhóc tỳ. Chúc mừng Son Ye-jin và Hyun Bin. Trước đó, sau đám cưới thế kỷ, chiều ngày 27 tháng 6, mạng xã hội châu Á bùng nổ khi Son Ye-jin chính thức thông báo mang thai con đầu lòng cùng ông xã Hyun Bin. Trên trang cá nhân, cô đăng tải những lời tâm sự với người hâm mộ, mọi người vẫn khỏe chứ? Tôi thì đang có một khoảng thời gian vui vẻ. Hôm nay, tôi muốn chia sẻ đến các bạn một tin vui. Một sinh mạng mới đã đến với chúng tôi. Mặc dù vẫn còn một chút bàng hoàng, nhưng trong lòng tôi rất lo lắng và phấn khích. Dù tôi rất biết ơn nhưng vì cẩn thận nên tôi đã không thể thông báo tin tức này ngay đến với mọi người. Chúng tôi sẽ cùng nhau bảo vệ sinh mạng quý giá này. Mong các bạn luôn mạnh khỏe. Son Ye-jin và Hyun Bin bén duyên lần đầu tiên khi cùng hợp tác trong phim Cuộc đàm phán sinh tử 2018 và chính thức tìm hiểu nhau khi tái hợp lần hai với Hạ cánh nơi anh 2019. Sau hơn 2 năm hẹn hò, bộ đôi quyền lực đã quyết định về chung một nhà vào đầu năm nay.